Kannst du? Strong, strong. Ja. Ja. Strong. Ja. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Ja. Phải hỏi cái gì là? Cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào? Nói đi. Yeah, rất rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ, chưa bao giờ gặp xin, giống như là xin cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ, yeah. Yeah, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Mời bạn nam. Chào em. Xin chào anh. Bây giờ hai người đã có mặt sân khấu rồi, mình giới thiệu về mình đi. Mời em trai. À, xin chào hai MC. Và xin chào tất cả mọi người. Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai. À, tôi tên là Ide Kazuhiro. Đến từ Nhật Bản. Ồ. Oh. Yeah. Hai gọi Kazu nha. Cái gì tên gì tên gì? Tên là Ide Kazuhiro. Ide Kazuhiro. 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 Kazu là ok. Ok, low low low. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi. Là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ, em chào chị Nam Thư và anh Quỳnh Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Bất động sản. Biết sinh sản không? Không biết luôn. Không biết luôn. Đất đai nhà cửa đó. Những cái tài sản bất động nằm tại chỗ. Ta gọi là bất động sản, ví dụ đất này, nhà nè. Nghĩa là cô mua bán cái điều đó. Hiểu rồi. Thảo, anh Kazu bên kia là người Nhật. Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn kết hôn, nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi nên một mình thôi. Nhưng mà ở Việt Nam á, là muốn lấy vợ á, là phải có chỗ ở ổn định, phải thương yêu vợ, không có người yêu khác, không được quen ai khác, được không? Cố gắng. Cố gắng. Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn, chứ không phải là lúc nào cũng phải kính đáo, kính cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn nha. Dạ. Chắc chắn nha. Hiểu chưa? Trời nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, yeah, hi. Xin chào. Xin chào. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Là biết tiếng Nhật. Ồ, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật mà. Luôn nhiệt tiếng với mọi người, là biết nấu món Nhật Bản. Dạ. Yeah. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. She nấu ăn rất là ngon. Yeah. Yeah. Đó là điểm mạnh. Còn yeah, điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chưa giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn kiến nha. Không phải ga lăng. Tức là Kazu không phải tuyết người ga lăng. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Không nhớ ngày kỷ niệm. Tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm. Có tật xấu nào không? Tật xấu? Thích uống bia. Dù thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không? Chắc là nhiều. Mỗi ngày là 4, 5, 6 lần. Một ngày uống 6 lon. Và sau đó là uống soju.
em gái. Dạ. Em biết nhậu không? Dạ biết chứ, phụ nữ bây giờ nói không biết nhậu là chắc ăn là không. Trời tin ơi. Rồi em nhậu được nhiêu lon? Tầm khoảng 6 chai. Siêu uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Còn với Sancho thì em chỉ uống được vài ly thôi, tại vì em không uống được rượu nhiều. Uống được vài ly soju. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền. Dạ. Và đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Thích không? Ít. Thích à? Nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Là không sao nha. Ok đúng không? Ok. Để Quyền Linh qua xem đàn gái có hợp với Yuka. Kazu. 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 Trời ơi. Đó, trời ơi đẹp quá. Xinh xắn không? Rất xinh đẹp, chào đàn gái. Dạ, trời dạ. Ơi. Anh Linh ơi, em thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều. Và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do. Tức là em là PT luôn hả? Dạ đúng rồi. Em anh Linh giờ mập lắm rồi, em nhận làm PT riêng cho anh Linh được không, để hướng dẫn anh Linh chứ cái anh này Linh... nếu mà em làm PT á thì em sẽ sắp chế độ ăn và lịch tập cho anh Linh. Được đó, anh sẽ làm điều đó. Bây giờ là anh sẽ kiếm vợ cho bên đàn trai cái đã ha. Dạ. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn. Vậy là được rồi đó. Dạ nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường hoặc nhịn nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, cho hai người gặp mặt xem thế nào nha. Thảo em đi với anh. Dạ em đi chung với chị. Chị em đang ở đó hả? Chị của Thảo. Dạ chào chị. Chào chị Nam Thư với anh Quyền Linh. Em thấy anh này được không? Dạ em thấy em thì thấy được rồi đó. Nhưng mà quyết định là do em của em. Được là được sao? Phân tích thử thôi. Là em thấy ảnh cũng vui vẻ. Không biết là tánh tình ảnh sao, nhưng mà thấy mặt của ảnh thì hiền. Thấy hiền là được rồi hả? Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi bây giờ Kazu. Kazu. Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân nhóm Double Wish. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật. Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Ế. Và có thể lấy được vợ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Shinsuke kết hôn rồi. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Bắt đầu không gian này là của bạn đó nha. Xin chào. Em chào anh. Em dạ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi với anh. Dạ cảm ơn. Chào em nha. Dạ em cảm ơn nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh. Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống như em. Là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi. Kazu strong. Yeah. Strong. Yeah. Mạnh mẽ. Yeah. Phải hỏi cái gì là
cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái này mình thấy trong người thế nào, nói đi. Rất rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ, chưa bao giờ gặp xinh, giống như là xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Là hỏi cô ấy là em rảnh lúc nào, có thể hẹn hò với anh ngày nào, giờ nào, em thích món gì, ăn cái gì, đi đâu. Em thích món gì? À, đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. À, có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. À, đi nhà em có thể đi nhà với anh được không ạ? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ, nếu em rảnh. Lúc trước anh quen, anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không. Mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói như bằng tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi bằng tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu hết nhau, để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. À đúng rồi. Thật sự không? Khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Bây giờ ở Việt Nam đó, hiểu rồi. Là vợ chồng á là xài chung tài khoản. Hai người làm bao nhiêu có thể bỏ vào chung một tài khoản. Cái đó được không? Được. 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 Hoặc là con trai á, chồng á đi làm về nhiêu tiền đưa cho vợ hết được không? Được. Được luôn hả? Được mà mặt hết sức là đau khổ. Được. Khi mà lấy nhau rồi, anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Wish là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam, người Việt Nam nói không hiểu. Tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất khó. Dạ. Khi nói là em câu này là hiểu không? Am mon di phu quốc cư. Hiểu không? Dạ em không hiểu. Không hiểu hả? Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi viết bài hát. Một bài hát tên là Không Hiểu. Không hiểu. Ừ, không hiểu. Là em hiểu, có thể hiểu. Namuki Koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Ừ. Dạ. Khi đó là Không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu nha. Yeah. Hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước. Gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến phà xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến gần người yêu dấu thác mười tràm chiêm. Hay quá. Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây, Nam Bộ. Sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà
tiếng Việt của mình là không tốt nên càng học chăm chỉ nha. Anh là một người vui tính, thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có sẽ dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa, so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ, anh không học được, thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Đó. Họ đồng ý hẹn hò với nhau. Gazu. Yeah, từ nay Gazu hết ế rồi. Yeah. Cảm giác thế nào? Yeah, rất rất vui. Nàng không thể nói gì hết. Không thể nói gì. Rất là dễ thương. À, đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tặng cho hai bạn. Bây giờ cái quy định của chương trình là chúng ta phải đánh dấu cái ngày gặp mặt đầu tiên, nhấn nút hẹn hò với nhau, mình hôn nhau. Ấy. Không, má. Má được rồi. Yeah. Ngon quá. Ngon quá. Thơm quá. Thơm quá. Ăn bánh xèo mới ngon quá. Còn này. Thơm quá. Thơm. Thích quá. Bánh xèo là đặc sản của miền Tây em đó anh. À. Vâng, cháu xin giới thiệu, cháu tên là Trương Công Bình ạ. Cháu 24 tuổi, cháu quê Thanh Hóa và bây giờ đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì cháu? Dạ bây giờ cháu đang quản lý một cửa hàng thu mua và xuất khẩu hải sản tươi sống. Giờ sống ở quận nào? Dạ cháu sống ở quận 12. Mời đàn gái giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào MC Nam Thư, MC Huyền Linh. Quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay và bạn nam bên kia, em tên là Chiêu An, năm nay 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đang phụ giúp cho công ty của gia đình. Vậy thì bây giờ bên đàn trai mình giới thiệu một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nè. Dạ, điểm mạnh là em tự lập từ nhỏ, có lối sống giản dị, cũng nhút nhát, cũng biết nấu ăn rồi. Dạ, điểm yếu thì có chút bộn bề. À, rồi mời đàn gái. Dạ, điểm mạnh của em là em có nấu ăn ngon, làm việc, dọn dẹp nhà cửa, tự chăm sóc bản thân. Điểm yếu của em thì em có một chút nóng tính với không cẩn thận, tính em cũng hơi bề bộn không chút. Vậy là biết làm đồ nhậu không nè? Làm đồ nhậu thì em không biết, nhưng mà làm bánh thì em biết. Bình ơi. Dạ. Em biết nhậu không Bình? Dạ, em biết nhậu chị ơi. Tiểu lượng cũng tầm gỡ 7-8 lon thôi ạ. Quá dữ, cũng dữ rồi hả? Dữ á, dữ á. Chà, hai đứa hợp ghê, đứa Bình đứa An ha. Ráp lại An. Bình An. Ủa Bình. Dạ. Là cháu có mấy mối tình rồi? Cháu trước kia là có 2 mối tình. Thời trung học phổ thông là mối tình đầu. Mới đây thì cháu chia tay đã 3 năm rồi. Quen nhau 2 năm. Cháu thì làm kinh doanh ngoài Hà Nội. Còn cô đấy học trong Sài Gòn. Không có cùng chung cái chí hướng đó đúng không? Đúng rồi ạ. Trời ơi, quà cáp bò tùm lum hết trơn. Bò luôn hả? Ừ, quà cáp nó bò tùm lum tùm la chứ. Em thì chưa có trải qua mối tình nào. Trước đây thời gian thì bận học, cũng vẫn chưa có thời gian trải qua một mối tình nào hết. Nắm tay ai chưa? Dạ, nắm tay thì cũng có nắm tay nhưng mà... Hôn ai chưa? Thì chưa. Có hôn ba hôn mẹ nhưng mà... Hôn người yêu, đang tính là hôn người yêu nè, là chưa đúng không? Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông á, mà em mong muốn là như thế nào? Em mong muốn là một bạn nam cao hơn em trên 1m65, ngoại hình ưa nhìn một chút, tính tình tốt, có trách nhiệm, chung thủy. Thích bạn nam có tính lãng mạn chứ. Tại vì em cũng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình á. Vậy gì tiểu thuyết ngôn tình rồi có coi phim Hàn Quốc rồi gì không? Có mê không? Dạ, có coi phim Hàn Quốc mà không có mê. Bình có lãng mạn không? Có chứ chú. Chào em, Bình. Ví dụ lãng mạn sao nè? Đến ngày sinh nhật của cô đấy, mình tổ chức tạo cái... phòng nhạc rồi mình xếp hoa, mình trái tim rồi mình đứng đấy mình tặng cô ấy. Xếp hoa là chuyện bình thường rồi. Cái sinh nhật sắp tới của ấy á, em xếp cua, ghẹ, ốc. Ôi rồi tưởng gì chứ. Đầy phòng hết trơn. Tưởng gì cái đấy là đơn giản lắm. Thí dụ thế cho nó lạ. Thì em có ngại là khi mà em yêu một cô gái chưa bước qua mối tình nào
em sẽ làm như thế nào mà thích lãng mạn nữa? Chinh phục cô ấy thì phải có thời gian, nên rồi mình cứ tán tỉnh rồi đến rồi. Tán tỉnh như nào? Cứ tặng cua ghẹ xuống. Ông đừng có nghe anh Linh. Anh vấn đề mình sống chân thật thôi, mình nghĩ sao mình làm vậy. Thật sự tặng bó hoa hồng không bằng hai con cua đâu. Tặng hai con cua ngon hơn. Ví dụ An, dạ thích ăn hải sản không? Dạ thích. Ôi, có gì chia chị bớt nha. Dạ, ừ. Chị yên tâm. Cửa hàng bên đây là em làm chủ luôn hay sao? Em vừa làm với người ta nhưng mà em cũng vừa làm chủ. Thì tốt quá rồi. Rồi vậy là được rồi. Em xin quyền linh. Dễ thương. Bên đây nhát quá. Dạ. Khi mình có một người nào bên cạnh mà nhút nhát quá mình thấy sao? Dạ em thấy cũng bình thường. Chàng này là giống như từ Thanh Hóa mà để lập nghiệp á. Em có lo điều đó không? Dạ em cũng có một chút lo. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Dạ em không thích con trai mặc đồ leo lạc. Không có chú ơi. Chuyện cái đấy là không có luôn á. chưa gì sợ. Không hút thuốc. Có cái này lại càng không luôn. Đấy lại được chưa? Không thích bạn nam nóng tính. Có nóng tính không? Nóng tính là không có đâu. Nhát thấy mồ nóng gì nổi nữa. Gì nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Rồi bây giờ anh thấy được đó. Rồi An, hôm nay em đi với ai hả An? Hôm nay em đi với mẹ và dì. À có mẹ luôn hả? Xin chào MC Quỳnh Linh, MC Nam Thư. Dạ. Khán giả tại trường quay. Em là mẹ của bé Chiêu An. Thì mẹ thấy thì bên đàn trai thì cũng được. Nhưng mà cho cô hỏi, nếu mà con đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh thì cô có mình Chiêu An à? Ví dụ hai đứa mà được á, con ở đây lập nghiệp hay là con đi về có làm dâu gì không con? Con thì chắc chắn là trong Sài Gòn lập nghiệp rồi. Ba mẹ con thì ở ngoài quê. Vâng đúng rồi. Rồi con có mấy anh chị em? Nhà con có 5 anh chị em, nhưng mà con là người thứ tư. Với lại con có tính tự lập từ nhỏ, con đi tìm biểu hay đi làm công chuyện của mình là mình là xác định là mình phải đi làm để phát triển sự nghiệp của mình thôi. Ừ. Thì cô chỉ hỏi vậy thôi, còn lại thì hai đứa tìm hiểu nha. Cô thấy đàn trai được không? Cô thấy thì được đó, mẹ thấy cũng được thì ăn thua con thôi. Bình đi với ai? Dạ hôm nay cháu đi với em. Chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Em là em họ của anh Bình. Em nhận xét bạn là gái bên này thì bạn gái bên này là dễ thương, tính tình tốt, hợp với anh Bình. Cảm ơn em. Bây giờ mình kéo rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Muốn nói gì nói đi Bình. À cua à. Em có biết nhậu không? Vì cái công việc của anh là nhiều khi giao tiếp khách hàng rồi cũng phải đi nhậu rồi với người ta. Em thì em không có biết nhậu, em chỉ biết uống rượu nhẹ thôi. À rượu nhẹ. Nếu như mà anh uống rượu thì uống ít thì không sao, đừng uống nhiều quá, tại vì uống rượu nhiều là sẽ không có tốt cho sức khỏe đâu. Cái đấy anh biết, công việc của anh đó, đi giao lưu hay là khách hàng, nói chung là mình chỉ là nhậu vui trong trên bàn thôi, còn công việc không ai thì tiết lộ cho ai được. Tại vì ba em cũng nhậu, nhưng mà em cũng không thích ba nhậu quá nhiều. Mai mốt nếu mà anh có công việc bận thì anh có thể đi chơi với em. Anh có thể, vì cái công việc anh sắp xếp được. Mình tặng quà nhau trước đi rồi mình nói chuyện. Cua viết để hội chết queo hết trơn. Tặng ta luộc liền ăn luôn đi. Nè. Anh tặng em à? Dạ đúng rồi. Thôi để anh. Thì em để bên đây. Chưa đưa, trao tay. Tại sao anh tặng cua cho em? Không, anh biết trước là em biết em thích ăn đồ hải sản nên anh tặng hải sản cho em á. Dạ, anh hay quá. Em cũng tặng cho anh bánh. Tại vì em cũng có làm bánh nhưng mà gấp quá em làm không có kịp. Nếu như mà có cơ hội thì sau này em sẽ làm bánh cho anh ăn. Bánh gì đó mở coi làm coi ngon không? Chắc là nhìn này chắc ngon lắm á. Đâu đưa anh coi ăn được không? Mời em xin Quyền Linh ăn. Trời ngon quá ta. Chúc ăn trước đi thì dám ăn chứ. Nói chung là anh mới lần đầu gặp em nhưng mà anh thấy em cũng là người kiểu cũng mẫu hình của anh cũng thích. Lâu về dài thì mình phải có thời gian để mình tìm hiểu với nhau được. Mình cho nhau một cơ hội tìm hiểu cho nhau đi. Được, em cũng muốn có cơ hội để tìm hiểu anh. Tại vì mình mới gặp nhau có một tí thôi, nhiều cái mình vẫn chưa có hiểu nhau. Quan điểm tình yêu của anh là như thế nào? Anh ghét sự giả dối và đủ lăng nhăng lắm. Em thì cũng đơn giản, chỉ cần đơn giản là được à. Anh cũng đơn giản lắm. Em không thích bạn nam nhắn tin hoặc quan tâm quá nhiều đến mình.
Chỉ cần nhiều lúc nhập mặt nói chuyện với nhau là được. Này cái này em giống tiếng Anh đấy. Dạ. Anh cũng không thích cũng nhắn tin nhiều. Đến lúc một lúc mình hiểu nhau thì lúc đấy mình gặp nhau là mình tự hiểu. Hai đứa này quen nhau đỡ tốn tiền điện thoại. Đỡ, rất đỡ luôn á anh Linh à. Không có ghen. Chắc cũng ghen một xíu đó. Nhưng mà anh ghen xíu là hết à. Tính anh không giận nhiều, anh không giận dai được. Rồi bây giờ hát tặng nhau một bài đi nào. Anh sẽ hát bài. Đôi chân đi tìm một nửa yêu thương khi trái tim thổn thức. Sáng em hôm nào chợt lòng đi ngang mắt tôi xin cười. Ta tìm em trên con phố ấy, ta đợi em góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ. Xin em hãy quay về đây. Em xin rồi, cảm ơn em. Rồi, hết thời gian. Có rung động thì bấm. Bởi chúng ta đang đối diện với ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả. Và rất mong là các bạn sẽ nắm tay nhau và ra về ha. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng em. Hai bạn nắm tay nhau đi. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Giữ để xem phim nha. Xin phép mẹ vợ tương lai. Dạ cho con xin phép hôn em một cái hả? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em. Rồi em ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Rồi chào hai bạn. Rồi chào. Mình giới thiệu về mình đi. Em gái tên gì nè? Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trương Thị Thúy Duyên. Mình năm nay 25 tuổi. Mình đến từ Lâm Đồng. Hiện tại em là nhân viên kế toán tại công ty thiết bị y tế Trương Nhân ở quận Tân Bình. Rồi bên đây tên Phận. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Em xin chào quý khán giả, chào anh Linh và chào chị Cát Tường. Em xin giới thiệu là em tên Xuân Hùng, năm nay em 32 tuổi. Công việc hiện tại đang làm kỹ sư thiết kế xây dựng ở quận Nhất. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra ở Huế nhưng mà 2 tuổi là vào Sài Gòn sống luôn tới giờ. Điểm mạnh, điểm yếu của Duyên là gì nè? Trước hết em xin nói điểm mạnh của em. Em là một người thẳng thắn, vui tính, có một chút ca hát. Ca hát được. Dạ. Bên cạnh điểm mạnh thì em cũng có một vài nhược điểm. Đó là cái tướng ngủ nó hơi xấu. Em ngủ sao em biết cái tướng em xấu? Em ngủ thì thấy mọi người ngủ ở chơi cùng phòng em nói lại không. Người khác dạ. Nói lại, có ai chụp dạ. Hình lại không? Em ơi, tướng ai ngủ cũng xấu hết trơn á. Ngủ mà mình quay phim sáng mình coi thì á, thấy gớm luôn rồi đó. Khuyết điểm gì nữa không? Sợ chó. Sợ chó? Dạ. Ủa có ăn thịt chó không? Nói thật là xưa thì em có ăn nhưng mà lâu lắm rồi không ăn nên... Bởi vậy chó thấy nó sủa sợ nó phải rồi. Chó nó cắn nó đúng rồi. Bạn trai, khuyết điểm là gì? Nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Thôi anh không nghĩ em nóng tính đó nha. Dạ không, anh nhìn bề ngoài em được điềm đạm như vậy nhưng mà cái nóng bên trong khó mà thấy được lắm. Nóng cỡ nào lại? Thường thường khi nóng á, em là người mà không có thể hiện ra nhưng mà nó hay gọi là dồn nén bên trong á. À, không sao, nóng bên trong rồi làm cho nó mát thôi, sợ nó nổi mụn thôi chứ gì chứ nó. Có ưu điểm gì không? Thì ưu điểm đó em là người điềm đạm mà lúc nào cũng điềm tĩnh mà. Thứ hai nữa là có lập trường, chơi thể thao được, chơi môn cầu lông, bơi lội, chạy bộ. Khỏe. Bạn gái có thể thao gì không? Em cũng thích cầu lông. Cái giọng dạ. Em gái bên kia khào 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 là hát hay lắm mà. Em hát bài hát cho tặng nó vui bạn trai một bài cho lấy không khí cho em. Em xin được hát một bài. Không biết bạn trai bên đó có thuộc bài này thì hát cùng em luôn nghe. Bài gì vậy em ạ? Mình yêu nhau đi. Anh nghe bài hát này, người hát, hát cái anh nhịp theo, anh thấy anh thuộc anh rồi. Nhịp theo Bây giờ bạn gái hát rồi bạn trai biết thì mình nhịp theo nha. Đúng dạ. Rồi. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Dễ thương quá. Lãng mạn quá. Em xin hát tặng lại em gái một bài. Rồi bài gì em? Lâu đài tình ái.
Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua, còn vẫn vương đôi hồn hoa. Rồi, được rồi, tốt rồi. Bây giờ mình chia sẻ một chút xíu về tình trường của mình đi. Trước giờ thì em có trải qua hai mối tình. Mới nhất là khi em ở nhà đang chuẩn bị đi học cao đẳng, quen được khoảng 3 tháng gì đó, em xuống đây học thì thấy giống kiểu khoảng cách nó càng xa. Thì hai người bớt nói chuyện lại rồi, bây giờ thì anh đã có gia đình. Mối tình em dài thiệt á, 3 tháng. 3 tháng. Vậy mời bạn trai chưa có gì sâu sắc hết. Em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em xin thưa với anh là từ nào tới giờ em chưa có một quyết định chính thức nào hết. Gì? Gì kỳ vậy? Thích con gái không? Dạ thích. Thích con trai không? Dạ. Trai mến thôi chứ không thích. Trai mến thôi chứ không thích. Coi phim tình cảm, có lúc nào mình nghĩ rằng mình sẽ yêu cô gái nào không? Em 20 mấy tuổi thì gọi là cũng có cái cảm xúc gọi là say nắng với vài cô thôi, nhưng mà cái đó thật sự nó không phải là cái tình. Thí dụ như giờ bạn được hung thì bạn có biết hung không? Dạ biết chứ chị. Chưa hung thử lần nào sao biết? Nhưng mà em chắc chắn là em làm được. Cái đó mà không làm được chắc trốn luôn á. Có ai nói em gì không? Cái vấn đề mà hồi nào giờ em chưa có một mối tình chính thức nào là vì sao? Hồi đi học á, chỉ biết cắm đầu học thôi, cũng ít đi chơi lắm. Rồi sau khi học, rồi xong khi học xong ra đi làm á, cắm đầu làm, cũng vào công ty chỉ biết làm việc thôi. Có nắm tay người con gái nào chưa? Nắm tay bạn bè, nắm tay bình thường, còn cái nắm tay tình cảm thì cũng có. Không có luôn. Dạ không. Nắm tay có cảm giác gì không? Em chưa nắm tay tình cảm ai bao giờ. Trời đất ơi, vậy là có túm lại là chưa có nụ hôn đúng không? Dạ chưa luôn. Hôn má có chưa? Dạ chưa. Trời đất nắm ơi. Nắm tay mà chưa có nắm thì hôn làm sao mà đâu ra. Khó tìm lắm. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em tới đây là để tìm vợ luôn chứ không phải tìm bạn gái. Rồi em muốn tìm một người vợ như thế nào? Người vợ đó là mẫu người phụ nữ sống cho gia đình. Ngoại hình em không đặc nặng lắm, nhưng mà tính tình là thùy mị, nết na, hiểu và đồng cảm được với mình. Tại vì sao chị? Mình thương nhau á, thương thì phải hiểu được người đó. Khi mình hiểu được người đó thì mình cũng mới có khả năng mang lại hạnh phúc cho người đó được. Đúng rồi. Tại vì mình nói mà mình thương người ta mà mình không hiểu được người đó thì không thể nào mang lại hạnh phúc, mà đôi khi mình còn đem lại phiền phức cho người ta nữa. Mà làm sao để hiểu được người ta? Thì mình phải đi chơi với nhau, tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn thì mới hiểu được nhau. Đúng rồi. Mọi thứ bạn đã chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân chưa? Dạ, đầy đủ hết rồi. Về tâm lý, sự nghiệp, công việc, ổn định, nhà cửa có rồi. Bạn chắc chắn là bạn sẽ hôn được đúng không? Dạ được. Lát tôi cho thử. Làm hoang mang quá. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7. Có 1m7. Thân hình tròn tròn một xíu, dễ thương. Có tròn. Rồi. Có dễ thương luôn. Và đồng thân thiện với mọi người xung quanh. Rồi. Có luôn. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Tập ca sĩ Hồ Trung Dũng là được rồi. Cái này trung bình được không? Không, anh này là trung hùng là được rồi. Đặc biệt là đồng cảm với em, có cùng sở thích với em. Sở thích của em. Em thích gì? Thích thể thao, đam mê thể thao. Rồi, anh này chơi thể thao. Thích đi phượt nè. Thích đi phượt không? Dạ thích. Thích. Khi lâu lâu em bị stress công việc dẫn em đi chơi. Thích có dẫn cô đi chơi không? Dạ, thích là em dẫn liền. Rồi, thấy rồi. Được rồi đó. Cái điều anh... gì em không thích, nói lên nghe luôn. Con trai quá bảo thủ. Có hơi bảo thủ tròn không? Thì được. Hơi nhưng mà chút. Sau này, hồi xưa thì em vậy, nhưng mà sau này em nhận ra là cái gì mà nhiều người nói á, thì mình phải thay đổi. Đúng rồi. Tại vì không thể nào mà nhiều người mà có cùng một quan điểm sai về mình được. Nói tóm lại, chàng trai bên đây là một trong những cái hiếm giờ đó. Ha. Nói chung là còn trinh trắng. Rinh 100% đó. Yên tâm. Anh thấy bây giờ là họp gần như 90% rồi đó. Trách nhiệm em hơi nặng đó. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng chị gái và bạn cùng phòng với em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam cùng tham gia chương trình và chào tất cả các vị khán giả ở trường quay. Theo chị thấy, theo nhận xét cá nhân, chị thấy bạn Nam này cũng được. Chị hy vọng là sẽ có một người bạn đồng hành với Duyên để hứng chịu những cái đau của chị trong những trận chém gió. Rồi. Hùng đi với ai Hùng? Dạ hôm nay em đi với chú ruột với mẹ. Xin chào hai MC, Quỳ Huỳnh và là Cát Tường. Nói chung về ngoại hình, ok, tính chắc hiền, dịu dàng. Tôi mong coi như là hai cháu cùng bấm nút để hẹn hò và coi như tìm hiểu nhau nhiều hơn. Muốn hỏi ý kiến mẹ chút xíu à? Dạ cho mẹ cho ý kiến vài câu đi ạ. Em Duyên thì cũng được,
Cô có muốn có cháu nội sớm không? 32 tuổi rồi thì cũng muốn chứ. Đó, hứa với mẹ gì đi Hùng. Cái đó không phải mẹ muốn mà là em cũng muốn chứ không phải là em cũng muốn đúng không? Nhưng mà chỉ có điều là em chưa tìm được một cái người con gái mà có thể là đồng hành được với mình. Dạ, rồi chúng ta cảm ơn tay cô. Cầu mong những điều tốt đẹp cho cặp đôi này đi. Bây giờ kéo rào lên nha, cho bây hai giờ... bạn gặp nhau. Mở rào, bắt đầu. Dạ, chào anh. Món quà tặng. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Cảm ơn em. Cảm ơn mà gì, cảm ơn. Dạ không, anh thông cảm là em làm công ty Nhật, các cái tác phong người Nhật khi chào em quen. À, arigato. Lần gặp mặt em có gì muốn hỏi anh? Nếu mà chúng ta quyết định tìm hiểu nhau thì anh có thể cùng em vượt qua mọi khó khăn phía trước không? Anh nghĩ là mình đàn ông thì mình đủ sức đó, đủ sức. Em cảm nhận cô gái thì như thế nào? Em cảm nhận tính cách đó thì đúng như là cái mẫu người bạn gái mà mình yêu cầu. Cái thời gian rảnh của em là vượt khung thời gian nào? Ban ngày thì em làm giờ hành chính. Thường thường em sẽ rảnh vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật. À, anh thì cũng rảnh vào thứ bảy chủ nhật cuối tuần. Anh đi làm thứ hai thứ sáu. Dạ. Em có thích đi du lịch không? À, rất thích luôn. Du lịch, đi dạo, dạ, để thể thao. Đó là những sở thích của anh á. Em nhìn bề ngoài thì anh có vẻ hiền, nhưng mà không biết trong bên trong anh có mạnh mẽ không. Bên trong thì thật sự anh là người nóng tính, nhưng mà cái nóng của anh á thường anh kiềm bên trong. Ý cô hỏi bên trong bên có trong, mạnh mẽ ngồi, không đó? Ngồi thẳng lưng lên em, mạnh mẽ lên coi. Ngồi đó. Đúng rồi. Không muốn khẳng định giới tính đó. À, bên trong mạnh mẽ hả? À, em là người mạnh mẽ. Anh có muốn mở món quà em tặng anh không? À, đúng rồi, coi quà em tặng là gì. Anh mở. Dạ. Anh mở nha. Mở đi em, mở đi. Căng tay. Dạ. Ủa sao lại tặng đôi bao tay, ý nghĩa gì? À, đi phượt bằng xe máy. Anh này đó hay quá. Em tặng đôi găng tay này cho anh, nghĩa là muốn anh luôn bảo vệ em, cùng em đi hết những đoạn đường còn lại. Mang bao tay vô liền, mang bao tay vô liền. Rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Bấm nút là hẹn hò để tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Còn không có cảm tình, không thấy thích, không rung động, không bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Trời. Cái gì? Em bấm em đó, không có vô. Em có bấm. À, em có bấm không? Có. Bấm sao nó không lên? Rung quá bấm chặt. Trời ơi, rung quá bấm chặt. Bấm là tôi mừng rồi. Rồi bây giờ nè. Tay nè. Đôi bao tay này nó sẽ đưa các bạn đi khắp mọi nẻo đường đất nước. Xin chị gái hôn nụ hôn đầu tiên. Để cho em xin phép không em. Nó xin nó, mà người ta cho chị... chưa? Xin thì phải nhìn mặt chị cho chưa? Đó. Chị cho em xin phép không em? Đó, cho. Để nguyên hít vô. Giờ nè, em gái hôn anh gái đi.